Người dân Mỹ thường tập trung đông người trong ngày lễ Phục sinh. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng hy vọng là sẽ có thể nới lỏng lệnh giãn cách xã hội và mở cửa nước Mỹ trở lại vào dịp lễ Phục sinh. Nhưng giờ thì ông nói rằng ông sẽ sử dụng một máy tính xách tay để theo dõi việc hành lễ tại một nhà thờ tại thành phố Dallas, Texas, thay vì tới tận nơi để dự lễ. Và ông nói người dân Mỹ cũng nên ở nhà dự lễ từ xa như thế. Trường Sơn, phóng viên truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Mỹ.